Câu 1 nè, chứng minh bốn cái điểm A, B, O, H cùng thuộc một cái đường đường tròn. Thì thứ nhất các bạn đọc đề nè, cho một cái đường tròn tâm O nè, các bạn thấy không ạ? À? Điểm A nằm ngoài đường tròn nè, kẻ tiếp tuyến AB là tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán bán kính góc này góc góc vuông. Được chưa ạ? Đó. Tiếp theo, bán kính là B, xin lỗi, đường kính là B, BC, đường kính thì phải đi qua tâm tâm O và trên đoạn CO lấy điểm Y này các bạn thấy không ạ? Lấy điểm Y. Rồi, AI cắt đường tròn tại hai điểm D và E. Đó, H là trung điểm của D E đó, trung điểm nè. Thì các bạn nghĩ ngay ở đây trung điểm thì chắc chắn ở đây phải vuông vuông góc nha mọi người, vuông góc nha. Rồi, vậy chứng minh A B O H thuộc một đường đường tròn thì các bạn thấy góc này góc gì à? Vuông, thì các bạn phải chứng minh góc này vuông. Thì để chứng minh góc này vuông thì các bạn nối thằng OD, nối thằng OE lại, OE lại. Sau khi nối rồi thì các bạn chứng minh cái góc này bằng 90 độ giúp lợ, thì ta xét tam giác nè. Xét cái tam giác DOE thì ta có OD bằng OE bằng bán kính. Ok chưa ạ? Vậy suy ra cái tam giác này, tam giác DOE là tam giác cân. Tại tại đâu ạ? À? Tại O. Tam giác cân. Tiếp tục, cái H này là gì của DE? Là trung điểm. Vậy OH là đường trung trung tuyến mà OH là đường trung tuyến của tam giác DOE. Nhớ trong một tam giác cân có một đường là đường trung tuyến thì suy ra nó sẽ là đường cao, đường phân giác, đường trung 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 đường đường trung tuyến nè, đường phân giác nè, đường cao, đường trung trung trực. Vậy mình suy ra OH là đường đường cao. Mà đường cao thì suy ra OH vuông với lại DE, OH vuông với DE. Mà vuông góc thì suy ra góc đó bằng 90 độ. OHA bằng 90 độ. Sau đó các bạn xét tứ giác A B O H. Xét tứ giác A. Xét tứ giác A B O H ta có. Thứ nhất, O B A bằng 90 độ. Lý do A B là tiếp tuyến. Tiếp tục, O A H bằng 90 độ. O H A bằng 90 độ. Lý do chứng minh trên. Từ hai điều này suy ra gì ạ? À? Góc này với góc này là đối nhau nha mọi người. Thì suy ra hai góc đó cộng lại bằng 100 108, bằng 180 10 độ. Suy ra tứ giác A B O H nội tiếp đường đường tròn. Lý do tứ giác có hai góc đối bù nhau. Khi tứ giác này nội tiếp đường tròn rồi thì các bạn phải suy ra bốn cái điểm này thuộc đường tròn A B O H thuộc đường đường tròn. Chứ các bạn đừng tới đây rồi các bạn dừng là không được nha. Phải bám sát vào nội dung của đề bài người người ta cho nha mọi người. Ok mà.